Con tên là Văn, hôm nay con 9 tuổi, học lớp 4. Hôm nay là con học đàn ukulele với thầy Tuấn. Học với thầy rất là vui. Hôm nay con học bài Hourly, học đánh với thầy rất là vui. Dạ, con học được mấy tháng con quên rồi. Hình như là 4 tháng rồi. 1, 2, 3, 4.